Này nè, nó hai chị Nguyễn Phương đó, mà đó cái tay thì nó bè ha, nó bè mà nó to to nữa, nó hơi khó. Lát nữa khi mà mình gắn ship á thì nó sẽ hơi khó một chút xíu đó. Mọi người thấy không, khi mà mình chạy những cái tay như vậy á thì mình chạy nhẹ nhẹ thôi, giống như đang làm full set ha. Đó, để lát nữa mình hướng dẫn cho mọi người cái mần lại rồi. Mần lại rồi đó. Với những cái tay này nè, nó to nó bè mà nó không có được bình thường nữa. Nói thì nó nói xấu, nó biết là nó sẽ chửi đó ha. Rồi thì với những cái trường hợp như vậy thì lát nữa để mình xử lý ha, rất là dễ, nó không khó gì hết. Hai chị Julie, hai Rachel, hai Rich, Rich đi cho nó ngắn ngắn gọn nha, chưa ngủ dậy sớm gì trời. Đó, những cái trường hợp này, khi mà mình chạy á, trên nóc á, hai nít, những cái tay này á, nói mà nói ra một được một cái form móng là mà nó đẹp á thì mình nghĩ là chắc cũng hơi hơi bị khó ha. Nhưng mà mình cố gắng sao mà mình hạn chế tối đa để mình làm xấu, hạn chế tối đa nha, cố gắng hết sức và hạn chế tối đa đó. Sáng nay nghe Lê Hiếu hát nha. Đó, hai Amy đó, cái tay như thế này bây giờ mình chạy đó, những cái tay nó hơi bị khó, người thật việc thật xử lý tình huống đó. Quan trọng là mình biết cách mình xử xử lý những cái tình huống, chứ những cái tay tay đẹp mà mình đưa lên tay mình làm á thì cái đó thì nó cũng bình bình thường đó. Mình cố gắng ha. Hay Amy đó, tay bé này nó có đặc trưng như vậy, nó cũng hơi khó, nó bè nhưng mà nó lại lại thô. Hôm nay thì làm cái đơn giản thôi, không có làm cái phức tạp. Rồi với cái trường hợp như vậy á thì mình gắn cái tip ha. Rồi gắn cái tip, tip thì mình đang làm là cái móng coffin nè. Khi mình gắn như vậy nè thì nó sẽ đầy ha, là nó vừa luôn. Mình xô vô cái móng thì nó hơi bị đau xuống ha, nó không có straight đó, mình đau. Nhưng mà mình gắn gắn đừng có bè xuống như vậy ha, khi mình gắn thì đừng có bè, mình để nó thẳng nha. Sáng sớm ha. Rồi đó, tại vì nó bị móng nó đi xuống á, nó đi xuống cái khúc chỗ đó thì mình phải gắn nó lên trên cao một chút xíu đó. Khi mình gắn lên trên cao như vậy á thì nó sẽ đỡ, nó làm cái móng của mình nó straight ra, nó sẽ đẹp hơn đó. Bởi vì mình khi mình gắn hơn như thế này, mình phải cố gắng mình gắn lên trên một chút xíu ha. Đó, cái móng này nó hơi khó một chút xíu nha, nói nhìn như vậy thôi nhưng mà nó rất là khó đó, với nó gồ ghề này dưới đây này nè. Hai Phi Phi Ly đó, hai anh đó. Rồi móng này thì nó cái ngón giữa mà nó hơi to, thì lát nữa thì như vậy mình cố gắng mình để thẳng cái móng lên. Hai anh John, hai Hiền ha. Với những cái trường hợp như vậy thì mình cố gắng mình tìm cách mình khắc phục đó. Không biết Việt Nam giờ này tình hình sao rồi ha. Đó, thấy không, nhớ là để móng thẳng ha. Tra keo trực tiếp vào móng có sợ không bền không? Không em, thì mình chỉ bỏ vào chút xíu như vậy thôi là ok rồi.
vào khi mình để cái móng như thế này nè, mình bỏ tra keo trực tiếp á, thì đôi lúc thì nó mất, sẽ khi là nó mất cái thời gian hơn. Tùy ha, tùy mỗi người feel cái cách nào mà mình cảm thấy ok thì mình làm thôi ha. Còn đó, mình bỏ đây nè. Mà muốn mà nó chắc nữa thì lấy cái móng á, chạm một xíu liquid vào. Đó, khi mà chạm bỏ một xíu liquid á thì nó sẽ thể chắc hơn. Hai ba đang bên anh nó cho mở cửa rồi. Ừ, nó cho mở rồi, mở lâu. Mở từ tuần thứ hai tuần trước ấy. Đó. Cái móng này nó rất là đẹp, tiện lợi nữa, cái ngón chính giữa mà gắn cái móng số 1 luôn á. Đổ rồi. Yeah. Ấy khăn thôi à. Đó. How about this lens? It's good. Okay, right. Normally you always get long or extra long. For this time it's okay. Ha, hôm nay là buổi sáng sớm mà Hai Diễm Việt Nam đang ổn ở nơi. Oh, thank you nha. Hai Diễm ơi. Anh mà làm bên Thụy Điển này ở đâu ạ? Anh làm bên Thụy Điển. Đang là làm bên Mỹ ha, USA á. Đó. Với những cái móng mà nó gập xuống này, mình cố gắng mình để thẳng cái móng ha, đừng để cho nó quặp xuống nữa. Khi mà mình quặp xuống á, thì cái móng nó sẽ không có được straight. Nó không có straight thì nó sẽ không có được đẹp. Đó. Ha. Rồi để make sure everything good á, thì mình check lại một lần nữa ha. Rồi. Cái móng lát nữa mình hướng dẫn cho mọi người sao. Đó. Hello mọi người. Anh làm bên đi. Cho em hỏi keo anh dùng là keo gì được không ạ? Yeah, cái keo KDS Nail Glue này super glue luôn. Rồi. Bây giờ với cái trường hợp như vậy á thì sao? Khi mình gắn ở trên chút xíu rồi thì nó có dính glue nha. Yeah. Nó mất chút xíu ở glue như vậy thì mình chỉ chạy sơ sơ cho nó bung móc ở đây thôi. Với những cái tip như vậy á, thì mình không có cần chạy nhiều. Bởi vì nó có cái lên cái shape sẵn rồi ha. Đó. Rồi. Đây á, mình chỉ là chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình làm thực tế ở bên nước bên Mỹ. Tình hình ở Việt Nam á, thì cái mức độ là nail nó khác với lại ở bên đây. Nó không có giống. Nó chỉ giống thì giống về cái cơ bản, về cái hình thức. Đó, nhưng mà khi làm á, cái này thì nó mình tém gọn gọn chút xíu ha. Đó. Mình tém vũ nhẹ nhẹ, tém gọn vào đây. Tại hai bên này nó, cái móng của bé này á, bé mà tới làm á thì nó hơi khó một chút xíu nha. Cái tình hình này á, rồi, nó hơi bè ở đây nè. Đó, mình vũ cho nó tới đây thôi. Rồi. Rồi. That's is good land. À, it's still long. Ok. Rồi mình cắt một chút xíu ở đây. Cut cái number thôi ha. Khi mình cắt thì mình cố gắng sao mình để nó straight nè, mình đang compare nó ha, có nghĩa là mình đang so sánh cái mức độ mà cái móng nó bằng á. Đó, thì mình cắt một chút xíu thôi. Yes. Ngón này đè lên ngón kia ha. Đó. Rồi, bây giờ mình bắt đầu. Rồi, bên đây thì mình sử dụng cái giấy này. Cái giấy này nó thấm bột rất là ok à. Cái giấy mà mình đang sử dụng nó thấm cái liquid rất là nhiều. Nó thấm, rất là thấm. Đó. Thì không biết là tình hình cái Covid ở bên đó làm sao, nhưng mà
À, hai da hai thủy. Nick khỏe không? Rồi bây giờ mình tiến hành đi. Lý quyệt thì mình đang xài nó Lý quyệt EMA, Lý quyệt Legal ha. EMA thì nó mới là Legal. Giờ thử cọ mới. Ok, này là cái rớt số 14 của cọ Lina. Cọ Lina mình thử cái cọ mới luôn ha. Đây cái cọ mới toanh. Cái thường á, khi mà mình làm á, thì mình sẽ không có, mình không có bấm bấm cọ đó, mình không có bấm cọ. Đây là cái những cái cọ cọ số 14 thì thường thường là mình xài số cọ 12. Em ở nó khơi nhưng vẫn chưa được mở nơi. Ồ vậy hả, chắc là bên đó nó tình hình hơi phức tạp á, nhưng mà mình nghĩ là tình hình như vậy thì nó sẽ ok rồi. Tuần này là bên mình là nó cho mở á, ngày mai á là nó đã cho mở cái casino rồi. Ừ. Rồi mở cái rạp chiếu phim nè, rồi tất cả mọi thứ đã đi vào hoạt động luôn rồi. Những cái chỉ cái riêng Starbucks thì nó chưa cho uống uống thôi, nhưng mà cái thằng Dunkin Donuts á thì nó cho vô rồi, cái nó cho vô mua mua rồi ha, walk in rồi, không có còn drive through nữa đó. Những cái chỗ khác là nó, em ở Florida chưa mở anh ơi. Ủa vậy hả, anh ở Florida anh chưa mở rồi, cái le mình này ok đó. Hai tuyền, wow. Cái ngón đầu tiên á, cái nó chưa quen bột thì chắc chắn thì nó sẽ hơi có một chút xíu sơn gì lên vậy anh. Ồ every time I go lại like, ha, ask every, ok. That's the gel farmer. Cái farmer để cho mình làm cái, ở Việt Nam đó, người ta gọi là cái liên kết cái gì đó. Bữa mình nghe ai nói là ở Việt Nam này gọi là cái liên kết giữa móng thiệt á và trước khi mình đắp đắp bột á đó, thì cái này nó sẽ làm cho nó không có bị clipping, nó không bị hở. Làm sớm quá tiền đâu chưa hết em. Dạ tiền em để nhà băng anh ơi. Rồi ha. Tại móng đầu tiên thì mình lấy vừa vừa thôi nha. Đó. Mình lấy vừa vừa chút xíu thôi. Ok, đó, mình tém gọn. Cái màu này là màu, thật sự mình rất thích cái màu này. Đó. Ha, bột rất là dẻo nha. Mình nói mình thử cái cọ cọ mới mà mình chưa thử thử nữa. Màu rất là dẻo, bột rất là dẻo chứ như lộn. Rồi những cái móng như thế này á, thì mình cố gắng mình tém hai bên lại để cho nó đi nó vô cái shape ha. Rồi mình lấy sẽ lấy hai cục nha mọi người. Đó, mình sẽ lấy hai cục mình vuốt nhẹ xuống. Đây là cái bước quan trọng nhất. Cái bước đắp bột á, là một cái bước rất là quan trọng, nó hở hay không hở, nó đẹp hay không không đẹp. Đó. Và cái gắn tiếp á, nếu mà mọi người gắn nó hơi bị méo thì mình còn cũng có khắc phục được, chứ mà đắp đắp bột á, ví dụ mà đắp mỏng á, thì mình có thể đắp dày lên được. Và đắp dày thì mình có để có thể mài xuống mỏng mỏng được, nhưng mà mình cách cách đắp mà mình nó bị hở á, thì qua ngày trước ngày sau thì nó sẽ bị bung nóc đó. Nó bung nóc thì mọi người chắc chắn là sẽ khách nó tới nó không len. Nó không len rồi á, thì nó sẽ lần sau nó không cho mình làm nữa thì nó cũng mệt ha. Màu đẹp quá. I love this color. Yeah. Đây là màu số 214 của quay ha. Đó. Lo nói không nè. Nãy giờ mình lo mình nói không ha. Đó. Có ngón mà làm đi làm lại làm tới làm lui làm hoài chưa được.
Rồi, ok. Here we go. Hai Elvin. Ha. Đấy là, đó, cái màu này màu xanh đọt chuối nha. Hai em khỏe không? Ừ. Cố gắng mình tém lại. Móng thì nãy giờ mình chưa có vũ ha, mình chỉ vũ, mình vũ bay ở trên cái mình gắn móng thôi. Đó là như vậy. Ha. Cố gắng mình tém vũ. Đắp bột sao mình tém như chính giữa nè, hai bên lát nữa mình sẽ vũ ít lại, cái đó là cái cách để mình làm ha. Mình làm như vậy để mình vừa tiết kiệm được cái thời gian ha, tiết kiệm được chi phí nữa. Ví dụ như bột ít hay bột nhiều đó, nếu mà anh chị mà đắp nhiều quá ở Việt Nam á, không biết bột như thế nào, nhưng bên Mỹ rất là mắc, một hũ cả mười mấy đồng. Ở Việt Nam thì chắc cũng 200 mấy 300. Đó. Nhưng mà mình phải cố gắng, mình quan trọng là mình sử dụng sao mình càng tiết kiệm được chi phí thì càng gớt. Chưa nói về cái nước lưu huỳnh. Đó, lưu huỳnh nữa. Elvin. Hello anh trai, hốt sớm hang và tranh thủ em ơi. Đó. Cái móng này nó hơi to ở trên ngay cái cuticle á, ở trên cái móng ở trên á đó. Tại sao you don't blend the nail before apply? Blend nail why? Everybody have a different way to do it ha. That's I show you guys how that's my way. Rồi ha, giờ mình bỏ đây. Đó, cố gắng vuốt nhẹ xuống nha. Đừng có vuốt lên nha, vuốt nhẹ nhẹ xuống. Bởi vì cái móng của mình á, nó làm rất là natural, nó không có dày. Nhưng mà nó vẫn đi rất là lâu. I know what you mean. Plan the nail before applying. Đó. Khi mình làm không cái móng á, đó nó đều cái hai bên đây. Cái cuticle của mình á, cái nghĩa là cái cuticle này nè, nó tròn chút xíu thì nó sẽ đẹp hơn. Hay Nathan. Đó. Ha. Bỏ tém vào đây chút xíu. Oh yes. Hay Hải. Rồi giờ mình, nếu mà mình quen rồi á, dặm một chút xíu ở đây. Bột á thì nó hơi dẻo một chút xíu ha, nên cái mình đắp á nó nhẹ nhàng thôi. Mình đắp, khi mình đắp hai cục á thì nó sẽ đẹp hơn là một cục. Nhiều anh chị mà quen đắp một cục rồi á thì ok, cách nào cũng được hết, không có quan trọng. Mình cảm thấy mình feel cái nào ok thì mình làm. Không phải nhất thiết là phải theo cái cách của ai cả. I took last and hai random hai chốt. Hai got blend the nail down to the natural nail. Why don't we? That's the way you do it. Because when I do like that, the nail is not lifting. I think the way you do it, that's easy. That's why there's always easy lifting. Yeah. Nhẹ nhàng. Rồi mình nói thêm một cách này nè. Hai Hương, hai anh Phương,
tại sao mà khi mà mình làm á là hay mình bỏ bột ở ngay khúc này chỗ này trước, bởi vì á ngay cái điểm nối này nè là mình phải có cần bỏ bột trước, đó là nó sẽ làm cái móng của mình nó sẽ chắc hơn. Nó có cái điểm tựa, cái điểm nối rồi đó, thì cái móng nó sẽ càng ngày càng chắc hơn đó, nó bột nó thấm vào móng và trên cái tip luôn đó, trên cái móng giả luôn. Thì như vậy á thì nó sẽ dễ hơn khi mà mình blending ở dưới, có nghĩa là mình bỏ bột ở dưới trước, mình lên từ từ đó. Khi mình làm gì ha, cái điểm nối gì á, cái móng nó sẽ chắc đó, vuốt nhẹ thôi. Sáng tại vì hôm nay là mình book nguyên một ngày luôn đó, mình không thể nào mà Alex cho nó vô một cái chỗ nào nữa được nữa hết, nên phải làm sớm thiệt là sớm đó. Với những cái móng mà nó bè như vậy nè thì nó cũng hơi khó cho mình ha đó. Cái móng mà nó hơi bè như vậy á, ở trên thì nó to mà ở dưới thì nó nhỏ. Nói này là sao ta, không hiểu luôn. Ở trên là nó to, ở dưới mà nó nhỏ ha. Mình quen khi mà mình đắp bột á, mình quan trọng cái cuticle là cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa là cái điểm nối mà hồi nãy là mình nói đó, nó chắc hay không chắc á, là nó nằm ở chỗ đó. Ở đây mình cho vuốt ở đây chút xíu để lát nữa mình vũ ha. Thì anh đã biết như thế. Cái móng này nó hơi khó một chút xíu là nó nằm ở chỗ này. Nó đặc biệt đó là nó có một cái chút xíu ở chỗ này. Móng này nó bè quá. Đó, cho nó tém xuống dưới đây. Cho nó stray lại ở chỗ này. Là cái cách mình làm ha. Rồi 2 phút. Oh, it's okay, that's good. You know, when you apply here on the tip first, that's easy. It's not connect together with the fake nail and the nail bed. That's why that's easy lifting right here, and everybody just 2 days, 3 days, or 1 week later, that's easy wreck. When I do connect, apply the acrylic foam here to connect together. That's make your nail stronger. Hi, chị Thâm Mì. How are you, chị Thâm Mì? Đó, nhớ tap here nè. Đó, nhớ mình lấy ở đây ha. Mình bỏ ở đây để mình có một cái điểm nó thấm bột vào trên cái móng ở dưới á, thì nó sẽ làm cái móng của mình nó chắc hơn. Với những cái móng như vậy nè, ngón thì nó to thiệt là to, và cái ngón nó nhỏ thiệt là nhỏ. Lát nữa mình vũ ra cái shape á, nó cũng khó nữa ha. Để khi một cái bộ móng mà nó đồng đều á thì nó rất là khó. Nên bởi vậy mình cố gắng mình hạn chế một chút xíu nha. Mình hạn chế được cái gì thì mình hạn chế. Cái cọ này thì mình xài lâu rồi nên nó cũng không có được ok lắm. Mọi người thấy thì nó như vậy đó, nhưng mà nó cũng là một cây cọ thần thánh nha mọi người. Cây đao đó, cái này là cây đao ha. Đắp bột không cần mài sần móng rồi hả? Ồ không em, không cần, không nhất thiết là mình phải mài cho nó sần cái móng rồi nó lên đâu, không cần ha. Cái đó thì mình không biết, thật sự là mình không biết ở Việt Nam là dạy cách như thế nào đó. Cái đó thì thật sự là Alex không có biết. Nhưng mà ở bên đây sần móng là sần ngay ở chỗ nào, sần móng là ngay cái điểm nối giữa móng thiệt và móng giả đó, là khi mình gắn glue á thì nó tràn lên trên cái móng, nó tràn trên cái nail á,
nó tràn lên cái móng thìa của mình đó. Đó thì mình mới lấy ấy, mình chạy chỗ đó để cho nó bay đi cái glue thôi đó. Còn mà nó sần móng ở trên cũng được, không có sao, cái đó là tùy mỗi cách. Nhưng mà ở bên mình á, đôi lúc mình chạy và đôi lúc mình không có chạy, tùy theo cái đặc tính của cái móng ha, nó làm như thế nào, tùy theo cái design nữa. Đây màu neon ha, sáng sớm là màu này, màu mùa hè this summer đó. Cái này mình đắp một cục cũng được ha, không xi nhê gì nha, nhưng mà mình muốn đắp hai cục đó. Cố gắng là điểm nối giữa cái này nè, mình nối lại với nhau để cho nó chắc hơn ha. Vuốt nhẹ mình tém hai bên lại, tém nó hai bên đó. Để lý do tại sao khi mà mình tém hai bên á, nó sẽ vô cái lỗ chính giữa. Khi mà tém hai bên này nè, đó, hai tém hai bên thì nó sẽ vô chính giữa. Nó middle thì nó sẽ làm đẹp cái móng hơn. Cố gắng. Một bộ móng mà ở Việt Nam mà dài như vậy á, thì không biết anh chị làm khoảng bao lâu ha. Tém xuống đó. Cố gắng để cho nó thấm vào cái cuticle này, mình đập vô ha. Đó. Yes, cái điểm nối nè, lúc nào mình cũng bỏ bột lên trên cái điểm nối hết đó. Cái quan trọng là cái ở đó đó, quan trọng là cái điểm nối nha mọi người. Ở Việt Nam mà khi hình như là cái đắp bột rất là ít đúng không, là chỉ làm cái mua cái móng giả rồi mình gắn lên rồi mình sơn lên thôi à. Đó, hình như là mình thấy là như vậy đó, nó có cái form sẵn luôn rồi mình chỉ gắn rồi mình bỏ glue ở dưới đó là xong rồi, mình chỉ sơn rồi mình gắn lên chứ không có đắp bột. Nên mình dạo một vòng quanh ở trên cái Facebook á đó, là mình thấy hình như ở Việt Nam là như vậy. Hai sơn hai nail kim ngân em làm cả 2.5 tiếng. Oh wow, 2.5 tiếng là hơi lâu. Ở bên đây 2.5 tiếng là không thể chạy khắp được ha. Mà móng dài như vậy không em? Anh xài liquid nào để bột có thể dẻo như... Ồ, liquid của bên quay luôn em. Liquid của quay ha. Đúng rồi, chỉ móng úp. Ồ, đúng rồi, móng úp. Bây giờ mình mới hiểu là móng úp. Đúng rồi. Móng úp thì không biết là như thế nào, nó có lát hay không ha. Đó. Còn ở bên đây thì không có ai xài móng úp đâu. Họ làm việc nhiều á, họ to, họ bự con á họ rất là cần cái móng ha. Đó, họ cần cái móng, họ làm việc như vậy thì rất là dễ. Khi mà xài móng úp á thì mình nghĩ là nó sẽ dễ bị gãy. Sáng này có một khách nó ho rồi đó, mà mình cũng ho nữa. Nãy giờ mình làm, mình vừa làm mình vừa nói chuyện thôi ha. Cái liquid này thì hiện tại Alex cũng có ha. Nếu mà có gì thì cứ inbox cho Alex. Đó. Bột rất là dẻo. Quan trọng là cái liquid và cái bột của mình nữa. Cái móng ở trong nó hơi bị, có nghĩa là cái tay của bé này nó rất là khó, nó rất là sâu ở trên đây nè.
mà nó lại bè ra nữa, nên mình nói mình làm nhanh thì nó cũng hơi hơi khó chút xíu. Cái này khi mà mình là mình like á, người thật việc thật, mình like trên tay khách chứ không có like trên model nhiều, tại vì không có thời gian để mình like trên model, busy everyday luôn. Một ngày thì có thể làm từ 10 đến 12 tiếng đó. Thì như vậy thì nó đôi lúc thì làm 10 giờ sáng tới 10 giờ đêm đó, đôi lúc này sớm hơn, nhưng mà cái mức mức độ mình làm việc á, thì nó sẽ nhiều hơn. Dương bưởi bên này làm cầu kỳ hơn, trang trí nhiều hơn nữa này, nhưng giá thành làm bột ở Việt Nam mắc á anh, nên khách hàng cũng không làm nhiều. Đúng đúng rồi, rồi đó em lấy bột mà cứ mau khô nên không thể control cục bột được. Của xài Cindy Solar. Tại vì á, khi mình nói về cái CND á, thì cái CND nó chỉ làm cái liquid nó chảy nhiều hơn, là nó sẽ control được cái cục bột ha. Cái đặc tính của CND là làm bột chảy đó. Mà nó bay, nói chung là nó cũng bay mùi nữa. Mà khi mà mình go live vậy á, thì mình không có nói về cái những cái sản phẩm khác khác nhiều đó, thì nó sẽ không có hay đó. Nhưng mà với cái đặc tính của CND á, nó là chảy, nó ít làm cho bột dẻo. Thì cái đó thì ai cũng biết ha, cái đó thì ai cũng biết về CND rồi, nên mình cũng không có nói về. Rồi đó, cái form móng đã có sẵn. Form móng đã có sẵn ha. Đó, mình lấy cái này mình đè vô nè, chứ đừng lấy cái móng của mình đè vô ha. Khi mình đè, lấy móng đè vô nó sẽ đau ha, đau lắm, rất là đau. Màu đẹp quá. Cái màu này màu rất là đẹp, màu đang chuộng ở bên đây đó. Vũ vũ thì Alex vũ nhanh nhanh thôi ha, không có chậm đâu đó. Bây giờ mình làm á đi thì nó sẽ dễ dàng hơn đó. Mà khách mình làm đi á, là ít nhất là 1 tháng nó hoành lại. Rồi vũ cái form, nhớ để vũ cây thẳng. Bột dẻo hay không là nhờ liquid hay cũng do bột nữa? Thứ nhất á, nó chia ra nhiều loại. Ví dụ một bột good, bột mà nó dẻo, bản chất nó đã dẻo sẵn rồi á, bản chất mà nó dẻo sẵn sẵn rồi mà mình xài cái liquid nó không có good, xài cái liquid khô. Ở Việt Nam á, xài hầu như là liquid khô. Liquid á, mà nó rất là rẻ rẻ tiền mà nó hôi đó, nó sẽ cứng cái cục bột khi mình bỏ lên á. Nên bao giờ Việt Nam ở Việt Nam á, sẽ không lấy một cục bột nhiều, chỉ lấy từng chút để bỏ lên móng đó ha, chỉ lấy từng chút rồi mình bỏ lên trên móng móng thôi. Bởi vì nó mau mau khô mà không biết nó dẻo hay không dẻo, nó mau mau khô, nó mau cứng mà, thì nó đâu đâu có biết dẻo hay hay không đó. Và nó cũng có hai cái yếu tố nữa. Yếu tố thứ nhất là bột bột mà nó có nhiều cái pigment nhiều quá thì nó sẽ chảy, nó rất là chảy. Tuấn Tony coi like thấy anh chị lấy bột dẻo mà thích. Đó, cái bột mà nó bỏ pigment nhiều quá thì nó rất là chảy ha, nó không có cái độ bám khi mình làm đó, bởi vì nó không có độ bám á, nó chảy quá, pigment mà thì nó chảy, nó không có cái bột clear ở trong thì nó sẽ chảy. Và cái thứ hay nữa là bột mà càng xay nhuyễn á thì nó càng chảy 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 nhiều và nó sẽ dính cọ nữa, nên tùy theo cái mức độ mà mình làm và cái liquid nữa ha, đặc biệt là liquid. Bột chảy, bột dẻo, quan trọng là cái liquid. Cái yếu tố quan trọng nhất là liquid, cái thứ hai là bột ha. Đó,
bây giờ cái móng chính giữa nó hơi to thì lát nữa mình sẽ vũ lại, mình sẽ bo lại một chút xíu. Màu số mấy vậy Alex? Dạ màu này số 214. Dạ hai anh. Đó, thank you anh. Đó. Màu số 214 của Martin, cái quay á, của quay Martin. Đó. Màu cưng dễ sợ cưng luôn á. Em nhìn em muốn chói luôn á. Để cái vũ thẳng. Rồi khi mà xong á thì mình lật lại. Lật lại cái này. Đó. Xem nó thẳng thẳng chưa ha. Ở bên đây nó còn chưa thẳng nè. Nhớ không? Rồi để cái vũ mém rồi chút xíu. Đó. Đó. Xem thẳng chưa? Thẳng chưa ha, quan trọng lắm nha mọi người, nó đẹp hay không không đẹp á. Nhìn muốn ăn luôn hả? Màu xanh độc chuối muốn ăn hả? Mua chuối ăn đi. Mua chuối ăn ăn đi anh. Đó. It's good. Summer da nèo ha. Tại cái màu này màu xanh độc chuối mà anh. Đó. Đó. Yeah. Đó, thấy không? Thấy chưa? Rất là thích cái màu này. Hay Iris. Đó, khỏe không? Ha. Màu này nó đang rất là hot ha. Hay vâng. Đó, màu nó rất là hot, cực kỳ hot luôn. Cái này thì mình, cái màu mình đang xài là cái màu quay 214 của cái collection 178 màu ha, matching. Iris khẽ không? Đó, cố gắng vũ như sao để cái vũ thẳng. Đừng có vũ lẹm trên cái móng ha. Mình mà vũ lẹm trên cái móng á thì lên cái móng nó sẽ, mình nhìn thấy cái mức độ lẹm của mình á, nó lẹm trên đây nè, nó cái móng nó không có được nét, nó không có được đẹp. Đó. Cố gắng tới một cái điểm nào đó thì mình sẽ dừng. Đừng có vũ nó quá ha. Mình vũ quá như vậy thì nó sẽ, nhìn cái móng nó không có được đẹp. Đó. Mình thì kỵ những cái đó, những cái tỉ mỉ, những cái chi tiết như vậy á, mà làm cái bộ móng của mình nó sẽ đẹp hơn. Đó. Rồi mình quay lại ha. Khỏe nè. Khỏe quá trời khỏe luôn. Khỏe mới đi làm nè. Không khỏe là ở nhà rồi. Nghe mấy cái bài này chút xíu đi ha. Rồi bây giờ mình chạy cái máy ha. Hai Quynh Đi Nguyễn. Hai Quynh Đi khỏe ha. Đó. Khi mình đắp cái bột cái cuticle mà nó đều, nó tròn đẹp rồi đó, thì mình chỉ chạy sơ thôi ha. Đó. Đó mình chạy sơ chút xíu. Cố gắng hạn chế dùm Alex là đắp bột nó tràn lên trên cái móng ha, trên cái da. Cố gắng khi mình đắp cho nó tràn lên cái da, lát nữa mình vũ mà vũ xúc mồ hôi luôn á. Đó.
cái ngón giữa của bé bé này á, là mình xài cái số 1 luôn á đó. Cái thiếp là thiếp số 1 luôn á, chứ không phải mà cái xài cái số thiếp bình thường ha. Hai Thái Anh, hai Nhật, hai Phương Bùi đó. Nên nó cố gắng làm sao mà đừng để nó tràn lên cái cuticle, nó tràn lên cái da thì mình lát nữa mình vũ vũ mệt là cái thứ nhất. Là cái thứ hai nữa là nó sẽ dễ bị hở, nó hở lắm, nó hở, nó dễ bị hở thì nó sẽ nó không có được last đó, nó sẽ tới rồi nó chửi mình á, nó chửi thì nó nói thôi, nó cầm lên thôi. Lên nó dưới chút xíu để mình tạo cái độ khơ của món. Hai anh Vũ, hello mọi người nha, nãy giờ chưa có say hello ai thì có thể thông cảm giùm em á lát. Cảm ơn anh chị em đã xem cái video này nha. Có gì mà cảm thấy không hài lòng á thì có thể inbox chửi Alex nha. Không sao, xấu đẹp gì cứ cho mình biết một tiếng thôi, làm xấu quá đó hay là làm quá tệ đó, làm xấu quá hay làm quá tệ đó là gì. Cố gắng chạy lên này chút xíu ha, cuticle nè, chạy cái này là mình chỉ chạy dùng để chạy cuticle thôi đó. Gửi anh cục vũ đó đi cô Lục Lục, vậy anh xài ok nè. Cần vũ thế nào cho không bị trúng vào tay hả anh? Cần vũ thế nào nha? Ok, cái này á, với cái đầu này á thì mình chỉ chạy cái cuticle là chạy vòng vòng ở đây nè, để nghiêng 45 độ ha. Mà khi mà mình vũa, mình nhớ mình lấy cái ngón tay cái nè, mình đẩy cái này lên chút xíu ha, đẩy nó lên để cho nó bung cái bột mà mình mới vừa thấm xong á, cái bột mà mình mới vừa đắp á đó lên. Rồi khi mình đẩy xong vậy thì mình chạy sơ chút xíu em. Trung bình anh làm một bộ thì mất bao lâu? Tại vì từ nãy giờ mình nói ha, mình nói thì nó cũng hơi bị nhiều. Với một cái bộ móng như thế này á, maximum mà design luôn á, nó ngắn như vậy á, đó thì khoảng 40 đến 45 phút là xong rồi. Rồi bây giờ thứ hai nữa là mình sử dụng cái đầu này, đầu chạy mịn ha, đầu này nó sẽ không cắt tay khách. Đó. Cái đầu này thì nó sẽ không cắt tay nè, lên nè, không có cắt tay khách ha. Đó thì hiện tại bây giờ nó có nhiều cái để mình update lắm, có nhiều mình biết lắm. Thứ hai nữa là mình khi mà đắp bột mà nó smooth rồi đó, nó phẳng rồi đó, thì mình không có cần vũ nữa, vũ sơ là xong rồi đó. Bởi vì khi mà Alex nói là cái gì quan trọng, là cái gì quan trọng là các đắp bột của mình mà đắp bột á mà nó hơi bị gồ ghề á thì mình vũ, lát nữa mình vũ thấy mẹ mình luôn đó. Nó hơi ghề rồi, chỗ này dày, chỗ kia mỏng, hay là chỗ này nó thiếu bột, chỗ nọ nó bị u, chỗ kia nó bị nhô lên á đó. Nên khi mình đắp á, cố gắng nó smooth chút xíu ha. Khi mình nó smooth á thì mình không có foul nhiều. You don't foul too much when you apply application the acrylic on so smooth ha. Is it good so far? Mm-hmm. It's for real. Let me know. No, simply. That's been a while, huh?
mình dở cái ngón này lên chút xíu nè, rồi mình xem lại ha. Đó. Đầu mày mình nó bao nhiêu vậy anh? Đầu mày này anh dùng là đầu màu gì? Ồ, màu purple ha, màu tím. Đầu vũ này rẻ lắm, mười mấy đồng mà. Không cắt tay khách nè, nè. Đó, yeah. Chạy lên tay khách luôn á. You see, it's not cut you, it's feel good. Này nó chỉ gãi ngứa nó thôi chứ đâu có làm gì đâu. Đó. Rồi, khi mà xong á thì mình vũ nhẹ sơ sơ lại. Oh, I'm sorry. When this Rồi. Mình lấy cái đầu này chút xíu nữa rồi mình clean nó ở dưới ha. Đó. Đó, mình khi mà đắp nhuyễn rồi thì ok, mình clean nó ở dưới nè ha. Xong rồi, cố gắng. Đây là cái thời gian để mình lấy được cái tiền tê của nó nè. Rồi. Đó. Rất là quan trọng ha. Ở bên Mỹ á, nó từng chi tiết vậy nè. Còn ở Việt Nam á, thì nó nói chung á, ở Việt Nam thì mình làm nó rất là nhiều cái bước, nhiều cái thủ thuật. Làm rất là nhiều. Gắn bông mà gắn cả 10 ngón đó. Đó. Đây là thì mình đang xài cái đầu dũa này để lát nữa mình cho nó đi rửa tay đi. Sony on. I love it too. I really love this color. Yeah. Rồi, quay nó ngược lại. Vũ thẳng ha. Mình quay ngược lại để cho nó thẳng cái, nó straight cái móng ha, nó straight, nó thẳng cái móng, nó đẹp hơn. Đó, no, it's turned well. Vũ thẳng đi. Càng thẳng là càng đẹp nha. Cái móng coffin nó khác cái móng cái ballerina. Ballerina thì nó có cái độ cong. Còn cái móng cái coffin này nó phải straight. Đó. Khi mà khách nó yêu cầu là ballerina thì nó chắc chắn nó sẽ khác là cái móng cái coffin với mọi người. Đó. Nghỉ lâu quá rồi giờ nằm học cách. Trời ơi trời. Tôi học ông thì có ha. Nhẹ nhàng. Đó. Hai. Đó. Rồi, màu này thì can you go wash your hand please? Rồi. Rồi ha. Bây giờ nãy thì mình đang nói về cái đầu vũ này thì cái này mình đây là cái đầu vũ màu tím ha. Là móng thiếp ha. Ừ đúng rồi. Đó. Đây cái đầu vũ màu tím nha. Cái đầu vũ những cái đầu vũ vũ này nè mình càng bỏ trong cái acetone á thì nó càng bén. Đó. Cái đầu phá bột nè. Ha, mọi người thấy không? Đó. Rồi. Cái những có những cái đầu này mà mình làm á, là không sợ những cái khách mà mình mài hả cực kỳ good luôn đó. Đây là một set gồm 9 cây 2 4 6 8 9 cây ha. Đó set gồm đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Rồi bây giờ á thì để mà mình làm á. Rồi bây giờ mình gắn hộp ha, gắn hộp chút xíu hiếu thôi. Đó. Mọi người thấy không, nãy giờ đó mình làm chưa tới một tiếng thì có nghĩa là mình vừa làm vừa nói chuyện, vừa làm vừa nói chuyện thì á set này bao nhiêu? Ồ, 89 đồng ha. Mình vừa làm mình vừa nói chuyện, mình vừa làm mình vừa nói chuyện ha thì nó sẽ cái thời gian á thì nó sẽ lâu hơn. À,
Mấy bạn ở Việt Nam ha, hiện tại thì mình nó đang ở bên USA, bên Mỹ. Thì những cái set này thì mình không biết là Việt Nam nó có bán hay hay không. Hai chị Thương, mở cửa chưa vậy? Rồi, tới cái thời gian mình tỉa lông. Rồi, tới thời gian mình tỉa lông ha. Mình không có cắt da nha. Mình chỉ tỉa những cái mình cần tỉa thôi. Đó. Mình đi những cái nào mình cần đi. Tay này chắc là nó cắn dễ sợ nè. Bé này nó hẹn rất là lâu. Hai thảo kẹo. Lát nữa mình xong cái này rồi mình sẽ show cho mọi người thấy cái mấy cái cần thiết ha. Rồi, xong thì just one for each finger, right? What side? This side or this side? Yeah, this one better. Oh, that side? That's a bigger than. Ok, that's it. Rồi, giờ mình gắn bằng glue. Mình sẽ gắn bằng cái base, cái glue base của bên quay ha. Mình không có gắn bằng cái liquid gel ha. Đó. Hình một phát. Thì giống như ở Việt Nam á, thì hầu như là mình thấy ở Việt Nam là mình gắn bằng glue, đúng không? Đó. Và ở Việt Nam á, design và làm rất là rườm rà, rất là nhiều. Đó. Ở bên đây á, trừ khi mà người ta yêu cầu làm á, thì mình chỉ làm design every single nail ha. Còn không á, là Alex á, chỉ có làm hai ngón design thôi, còn nhiêu á, là chỉ để bình thường, bởi vì bên đây á, thích đơn giản càng đẹp. Đó. Ở bên đây là càng mình làm nó đơn giản càng đơn giản thì càng good ha. Chỉ có hai ngón design là mình là đã ok rồi. Hai ngón cứ nghĩa là mỗi bài là hai ngón đó. Con bé này ở đây là lần đầu tiên ha, nó design ít thôi. Cái những lần khác á, nó design rất là nhiều, nó làm á. So good, right? Just simple. Cái bộ này mọi người nghĩ nhiêu? Cái này bộ này mọi người nghĩ nó là sẽ là bao nhiêu nha? Làm đơn giản thôi, xong rồi. Đó. Hôm nay thì mình go live sớm và mình cũng kết thúc sớm. Rồi mình đang sử dụng là cái shiny top gel no clean. Đó, bỏ lên trên đây.
càng shiny thì càng gứa, lên mức độ shiny nè, đó. Đó. Hay Nancy, bỏ lên một cái sơn rồi xong, vậy là xong một cái bộ móng. Wow, nghe nhạc chút xíu, bài này hay nè. Đỡ lên cái màu rất là đẹp, màu số 214, cái màu này có matching luôn nha mọi người. Đó. Rất là đẹp ha. Nhớ cố gắng sơn, đừng có để cái top á, cái top lên trên cái diamond. Bởi vì mà khi mà nó mình cái top mà nó dính cái diamond, hoặc là mình phủ lên trên cái diamond á, nó cái hộp á thì nó sẽ không có sáng. Nó có sáng đó nhưng mà nó sẽ bị mất cái shape của mình. Mình chỉ cover xung quanh thôi, round cái diamond thôi. Đó. Đó, so good. So good. Look like the glow, right? Yeah. Mọi người thấy không? Cái màu đó là như vậy. À, nãy giờ không biết là mọi người có những cái thắc mắc gì không? Nếu mà có thắc mắc gì á thì có thể inbox cho em ha, inbox cho Alex. Rồi để mình cùng trao đổi, mình rảnh thì mình sẽ trả lời liền. Đó. Đó. À, mọi người thấy không? À. Hiện tại thì cái mask, cái khẩu trang á, với lại cái bao tay đang rất là khan hiếm ở bên thị trường Mỹ ha, nó rất là mắc đó. Cái gì nó cũng mắc hết mà giá neo thì nó không có lên. À, khi mọi người sơn cái top của bên quay như vậy á, mình nhớ á, tại vì nó hơi lỏng ha, nó không có đặc mà nó cũng không có lỏng ha, nó chỉ vừa đủ. Nếu mà mọi người sơn một cái lớp mà rất là mỏng á, thì nó không có đủ cái độ thấm, nó không có đủ cái độ thấm vào bột hay vào nước sơn, thì nó sẽ hiện cái bông bubble đó. Thì cái đặc trưng như vậy á, thì mọi người phải sơn đủ lên top rồi dán đá được không anh? Được em ha, lên top rồi dán đá được, nhưng mà cái độ last á, nó sẽ không có cái độ mà, bởi vì á, cái bóng nó bóng mà mình gắn đá lên á, thì nó không có độ bám, nó không có cái độ sần. Mà như vậy á, thì nó rất là nó dễ bị rớt. 2 tiếng thạch rồi xong thì mình cho nó một chút xíu. It's good. Yeah, nó cười kìa, khách nó cười kìa. Hai anh Tuấn, how you anh ha. Đó, sáng sớm là bên anh mở cửa chưa? Đó, thì mình làm như vậy ha, cái từng bước. Nếu mà cái thời gian mà mình làm trên thực tế thì khoảng 40 phút đến 45 phút cái bộ này. Đó. Vì mình vừa làm, mình vừa take time, vừa nói chuyện với mọi người ha. Hi Tracy. Đó. Vừa làm vừa take time vừa tám chơi thì nó lại cái mức độ nó, mọi người thấy không? Nó rất là bóng, cái top nó rất là bóng. Cover đây chút xíu ha. Này nó cắn quá nè. Cái tay của nó là nó ngồi nó ở nhà nó ở không á, nó không biết làm cái gì á, nó lấy tay ra nó nhai. Thấy cái tay của nó không? Trời ơi, mỏng nó hư hết luôn. Yeah. Đó, đây là cái bộ mà mình vừa finish. Yeah.
Rồi, bây giờ còn một xíu là chụp hình. Chụp hình thì sao? Mình để cái background ha, cái chụp hình như vậy nè.